thời gian bụi trần lớp áo thơ xinh, thơm mùi phấn cây phượng hồng trước lớp, bóng cô thầy in đậm nét trong tim em trở lại thơ ngây hồng đã tin, những ngọt ngào tình nghĩa vẫn trinh nguyên, dù tiềm thức theo hồi chuông vang tiếng lời thầy cô, tiếng bạn học reo vui. Nâng niu từng trang sách, ngồi trầm ngâm lưu luyến từng mùa qua, xa cô thầy nhưng tình vẫn đậm sâu, ơn dẫn dắt in sâu tận cõi lòng, người khuyên khích em học hành tinh tấn, mãi nên người tri thức giúp quê hương, em nguyện thầm có một ngày về thăm, xin đền đáp công ơn người dẫn đường, tạ ơn cô dạy lễ nghĩa yêu thương, tạ ơn thầy dạy thánh liêm trí tuệ, là ánh đuốc soi đường em tiến bước, ơn cô thầy xin giữ trọn trong tim. Chấm ngâm lưu luyến từng mùa hoa, xa cô thầy nhưng tình vẫn đậm sâu, ơn dẫn dắt in sâu tận cõi lòng, người khuyên khích em học hành tinh tấn, mãi nên người tri thức giúp đền đáp công ơn người dẫn đường, tạ ơn cô dạy lễ nghĩa yêu thương, tạ ơn thầy dạy thánh liêm trí tuệ, là ánh đuốc soi đường em tiến bước, ơn cô thầy xin giữ trọn trong tim, là ánh đuốc soi đường em tiến bước, ơn cô thầy xin giữ trọn trong tim. Thầy giáo ấy đã cho em chân lý sáng
đây là ngọn gió du cánh diều em, là dòng sông cho em làm thuyền giấy, hay là con đò đưa em qua sông, là bài ca em hát trong cuộc đời. Thầy là giọt nắng tươi ấm chiều đông, là hạt mưa cho mầm vườn rực sông, hay là chân trời cho chim tung bay, là tình yêu theo em suốt cuộc đời. Thầy giáo ấy đã cho em hành trang vào đời, người thầy giáo ấy đã cho em chân lý sáng ngời, người thầy giáo ấy đã cho em niềm tin yêu cuộc sống và chắp cánh cho em bay vào. Người thầy giáo ấy đã cho em trời xanh ương vọng, người thầy giáo ấy đã cho em tình yêu con người, yêu lý che làng xanh ngắt kia mờ xa, yêu tiếng du hời vòng thiên tha âu. Thầy là ngọn gió du cánh diều em, là dòng sông cho em làm thuyền giấy, thầy là con đò đưa em qua sông, là bài ca em hát trong cuộc đời. Thầy là giọt nắng tươi ấm chiều đông, là hạt mưa cho mầm vườn rực sông, thầy là chân trời cho chim tung bay, là tình yêu theo em suốt cuộc đời. Năm nay thì
trường Thượng Thừa là trường đầu tiên mà thầy đến, cho nên cái kỷ niệm rất là lớn, thầy nhớ hết. Cho nên bây giờ nhìn các em thầy không nhớ tên, nhưng mà thấy mặt thì nhớ, bởi vì những ảnh đó là ảnh đầu tiên đó, mỗi ra đường mà mình nghe cái đầu của mình nó có thâu đó, nó nhiều lắm. Còn lúc sau này thầy về Sài Gòn thì chắc là mấy em học ở Sài Gòn thì nếu có gặp lại thì chắc là cũng quên hết. Năm đầu tiên về Thượng Thừa là quen nhiều mấy em, cho nên là nhớ lâu, nha bây giờ gặp thì không nhớ tên, và đã gặp thì cũng nhớ tên, nhưng mà biết là đã từng gặp cái người đó. Thì mấy em nếu mà thầy có quên thì xin mấy em thông cảm. Thiệt là hôm nay là một ngày hân hạnh về gặp lại. Coi như là tốn mười mấy năm xa cách mà, cho nên rất là cảm động, nên là muốn khóc. Để tiếp theo lời thầy Hoàng, thì tôi cùng chung một cái tình cảm, một cái tâm trạng rất là xúc động, rất là không biết nói gì, không biết tìm lời lẽ nào để mà diễn tả được tất cả những tình cảm, những ý nghĩ sâu xa mà chúng tôi đã có bao nhiêu trong tay các em. Tôi xin cảm ơn tất cả các em. Hôm nay các em đã cho chúng tôi một cái gì vô cùng quý hóa, và biết bao nhiêu đa số là đã được may mắn trở thành hữu dụng cho xã hội, và chúng tôi rất là mãn nguyện. Cảm ơn các em đã cho chúng tôi được gặp các em và ôn lại những kỷ niệm cũ, được chúng tôi rất là quý vị.